mình em thì nó là khác, em xử cái nào cũng được, ok. Xin mà chị cũng biết tính chị Chi rồi đó, chị ở chị biết chứ sao biết, bảo chứ mất công giờ chị cũng say ok mà nó trong lòng cũng không thoải mái thì sao, nhưng mà em không bao giờ em xử cái chuyện đó đâu. Đâm ra em nói thiệt chị, em may ra chỉ chơi ông Tân thôi à, ý là có mỗi vụ ông Tân này ông Cường là khổ thôi, thì không tưởng là không có chuyện đó này. Mẹ có mỗi xin ông Tân là lúc đầu ngày xưa còn nói xin em không thành, nhưng mà giống như vậy cũng không có chỗ đâu à. Chị ạ, chị biết thế, anh Phùng nói chứ làm sao em phải giải thích cho nó ấy. Có chỗ chơi là được rồi, làm sao phải giải thích, ý là cứ phải thế này thế nọ chị... Không, em giải thích cho nó là nó hiểu thôi, chứ anh Phùng anh cũng nói chứ làm sao phải giải thích cho nó thích nó chơi nó thích thôi, nhưng sao phải giải thích cho nó. Ý là ông Phùng cũng bực đấy, ông bảo giờ đã có chỗ chơi, có người tổ chức cho chơi, ý là có người như vậy. Are you ready? Some of the best Nickelodeon shows are now on DVD, so you can pick your favorite anytime. Here's Dora the Explorer. Hi, Dora. Play, laugh, sing, and learn with Dora the Explorer on a whole range of great DVDs, and help her save the day in a world of educational adventures. You'll have lots of help. Mấy cái người tổ chức, nhưng mà anh hứa với em nhặt anh là để mời, có nghĩa là anh mời là mời thôi, không phải ai không chơi là anh không Gary, the best pet a sponge could wish for. Patrick. Em muốn tổ chức thì em cũng ngại lắm, tại vì giống như là cái này là chung với Thành nữa, em không có xử đâu, em nói thiệt, em không có xử đâu, xử ra thì ok, sao không ok, em là chính này chính nọ, nên là em nói thiệt chị em không có xử đâu, chứ không phải em thích chị đâu, em không có xử đâu. Mà tính chị chung mà, em như với chị ngơ bảo, em phải còn nói chị chơi từ đâu, chơi từ đó thì ok đúng không, chị em là ok với nhau, cái này nọ, thoải mái.